Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ ba ngày 15 tháng 3. Hội nghị truyền thông về năm du lịch tỉnh Tuyên Quang tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút đông đảo sự quan tâm của các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Hôm nay ngày 15 tháng 3, ngày quyền của người tiêu dùng với chủ đề tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Các trường học thích ứng an toàn linh hoạt khi đón học sinh đi học trở lại. Anh thông báo dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại sau gần 2 năm đóng cửa. Sáng nay 15 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành. Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã trân trọng lắng nghe, tiếp thu những kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Hợp, thôn Hồng Hà, xã Nhữ Kê, huyện Yên Sơn, có ủy quyền cho con trai là Nguyễn Văn Luyện đề nghị giải quyết những vướng mắc về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công dân Lê Xuân Cộng, thôn 11, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai và điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Công dân Lý Đại Lâm, tổ 7, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang kiến nghị về việc giao đất nông lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngay sau kiến nghị của các công dân, các ngành liên quan và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn, huyện Na Hang đã có ý kiến giải trình cụ thể. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc kiến nghị được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công dân là rất chính đáng. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn, huyện Na Hang phối hợp với các ngành liên quan rà soát, tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật, tiếp tục làm tốt công tác hòa giải, vận động công dân phát huy tinh thần đoàn kết ở khu dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm, không làm phức tạp nảy sinh thêm các mâu thuẫn, cũng như chủ động giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở. Đề nghị các công dân chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chủ trì hội nghị sơ kết hướng dẫn về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở. Sau 5 tháng thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đã có trên 1.000 lượt chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang cấp tỉnh, cấp huyện với gần 50.000 lượt cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trên 125.000 lượt nhân dân tham gia các hoạt động tại cơ sở. Các hoạt động tạo phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ với những hoạt động cụ thể, thiết thực, được ghi nhận và lựa chọn là một trong các nội dung của 10 sự kiện tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang năm 2021. Qua đó, có phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chia sẻ, cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Cùng với đó, giúp cán bộ đảng viên rèn luyện kỹ năng vận động quần chúng, tiếp xúc và đối thoại với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, định hướng, lựa chọn các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị trên cơ sở bám sát các chương trình, đề án của tỉnh. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân và cán bộ đảng viên cùng tham gia các hoạt động. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị truyền thông về năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có bà Alile Felola Brada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo công ty cổ phần hàng không Vietjet, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh khí cầu Baloin Media, các doanh nghiệp lữ hành và đại diện lãnh đạo, phóng viên của hơn 40 cơ quan thông tấn báo chí trong nước. Phát biểu chào mừng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương khẳng định, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn xác định phát triển du lịch là khâu đột phá, là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Song song với làm tốt công tác quy hoạch thu hút đầu tư, tỉnh luôn chú trọng khai thác hiệu quả hợp lý điều kiện tự nhiên gắn với giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống đặc sắc độc đáo của cộng đồng 22 dân tộc trên địa bàn. Hưởng ứng chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với chủ đề Du lịch an toàn, trải nghiệm trọn vẹn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch,
năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 có nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó có chuỗi các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mùng 2 tháng 4 năm 1947, mùng 2 tháng 4 năm 2022. Chương trình năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 diễn ra từ ngày 30 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4, gồm nhiều hoạt động như lễ khai mạc, hoạt động bay kinh khí cầu, khảo sát và tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Tiếp đó, một loạt chuỗi các sự kiện du lịch sẽ được tỉnh Tuyên Quang tổ chức, đặc biệt là lễ hội Thành Tuyên năm 2022 và ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất dự kiến diễn ra vào tháng 9. Với thông điệp Tuyên Quang điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đặt mục tiêu đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị truyền thông về năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang đã và đang nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo các lữ hành, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Các đại biểu quan tâm nhiều đến việc Tuyên Quang thích ứng như thế nào khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, những biện pháp thu hút khách mà Tuyên Quang đề ra khi thực hiện việc mở cửa đón khách quốc tế, những điểm nhấn của năm du lịch Tuyên Quang năm 2022, vai trò của các đơn vị lữ hành trong kết nối tour tuyến đến với Tuyên Quang. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các ngành chức năng, các đơn vị phối hợp đã cùng trao đổi làm rõ tất cả hướng tới mục tiêu 2,2 triệu khách du lịch mà Tuyên Quang đề ra trong năm nay. Hoạt động trải nghiệm kinh khí cầu sẽ là điểm nhấn quan trọng của Tuyên Quang trong cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới. Trong cái chương trình nó sẽ có xuất hiện nhiều cái kinh khí cầu, dự kiến là 15 kinh khí cầu lớn được và là thả nổi ở qua những cái khe núi ở Tuyên Quang. Bên cạnh đó thì những phi công sẽ được mời tới từ những cái quốc gia nổi tiếng như là Tây Ban Nha hoặc là ở Hàn Quốc. Khi mà mình đến Tuyên Quang á, thì mình thấy rằng là Tuyên Quang giống như là một nàng thơ mà chưa được khai thác nhiều. Đó là cái điều mà rất là nhiều người thích. Xu hướng bây giờ người ta thích trở về với thiên nhiên. Mà cái quan trọng mình giữ được những cái vẻ đẹp thiên nhiên đó thì cái đó chính là cái mà thu hút nhiều khách du lịch tới Tuyên Quang. Vietjet là đơn vị sẽ đồng hành với chương trình năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ cùng tỉnh đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Tuyên Quang. Đây là khẳng định của lãnh đạo cổ phần hàng không Vietjet. Trước mắt là việc phối hợp với các đơn vị liên quan, sẵn sàng kết nối và đáp ứng các nhu cầu khách du lịch đến với Tuyên Quang, truyền thông giới thiệu hình ảnh đất và người Tuyên Quang, thủ đô khu giải phóng, thủ đô kháng chiến đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế trong khu vực. Với sự tham gia hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, hoạt động du lịch Tuyên Quang hứa hẹn sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ mang cái thông tin, những cái hình ảnh đẹp nhất của tỉnh Tuyên Quang để đến giới thiệu cho khách hàng ở tại các quốc gia mà chúng tôi đang có thế mạnh là chúng tôi bay, có đường bay để đưa khách hàng về với cái mong muốn là đóng góp thêm cho cái du lịch của tỉnh, cho cái chương trình du lịch của năm 2022 của tỉnh Tuyên Quang thành công nhất. Ngoài các hoạt động sự kiện văn hóa đặc sắc được tổ chức từ nay đến cuối năm, Tuyên Quang còn tham gia chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc, chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh vùng Đông Bắc với thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm du lịch xanh, du lịch sạch, du lịch an toàn, du lịch để được khám phá, trải nghiệm, tỉnh Tuyên Quang đang làm hết sức mình để phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tiếp tục chương trình công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm Học viện Hàng không Vietjet. Học viện Hàng không Vietjet là cơ sở đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ hàng đầu, được đầu tư hiện đại với tiêu chuẩn châu Âu do Vietjet và tập đoàn hàng không Airbus phối hợp xây dựng và vận hành. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những bước phát triển vượt bậc của Vietjet, góp phần đưa vào vận hành ứng dụng những công nghệ hàng không tiên tiến, phát triển đội ngũ chuyên gia nhân viên hàng không trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của hãng và cả ngành hàng không trong khu vực. Đồng thời mong muốn thời gian tới, công ty cổ phần hàng không Vietjet tích cực tuyên truyền tới các công ty lữ hành đang liên kết với Vietjet về những tiềm năng thế mạnh, điểm du lịch của tỉnh, đặc biệt là các hoạt động năm du lịch tỉnh Tuyên Quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ nhất năm 2022 tại Tuyên Quang vào cuối tháng 3 này. Hôm nay 15 tháng 3, ngày quyền của người tiêu dùng với chủ đề Tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới. Mỗi người là người tiêu dùng thông thái trong cuộc đấu tranh chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. An toàn của người tiêu dùng, một quyền lợi chính đáng và đã có luật bảo vệ quyền người tiêu dùng từ nhiều năm nay. Nhưng trong thực tế, đã có không ít trường hợp người dân mua phải hàng không đảm bảo chất lượng. Hầu hết người tiêu dùng thay vì thực hiện khiếu nại, khiếu kiện,
họ lại chọn cách im lặng. Thường thì tâm lý chung thì là những mặt hàng mà thực ra nó cũng không giá trị mấy thì thôi chấp nhận để mình sau rút kinh nghiệm. Tại thành phố Tuyên Quang, hiện người tiêu dùng đang có xu hướng mua hàng ở các siêu thị, trung tâm thương mại hoặc những doanh nghiệp có uy tín. Bởi ít nhất ở đó giá cả được niêm yết và họ cũng yên tâm hơn về chất lượng sản phẩm. Tôi là thường là chọn vào siêu thị, một là hàng là nó chuẩn, hai là giá cả nó cũng là vừa phải. Quan điểm của chúng tôi là khách hàng là người mang đến thành công cho doanh nghiệp, thì cái bảo vệ người tiêu dùng này chúng tôi là theo từng ngày, từng năm chứ không riêng gì cái ngày mà phát động cái buổi lễ ngày hôm nay. Tất cả các sản phẩm hàng vàng nhập vào thì đều đầy đủ tem mác của nhà sản xuất theo quy định. Và phổ biến đến người tiêu dùng là hãy là người tiêu dùng thông thái. Khi lựa chọn mua sản phẩm thì phải xem kỹ hạn sử dụng, nhãn mác đầy đủ của nhà sản xuất cũng như của các quy định của pháp luật quy định. Nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngành công thương tỉnh đã phối hợp với các chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tiếp nhận phản ánh, kiểm soát thị trường hàng hóa, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh. Hiện nay là do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như là tình hình hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào thì có sự biến động hết sức lớn. Cái hoạt động tiêu dùng của năm nay thì cũng sẽ triển khai làm sao cho nó phù hợp với cái thời kỳ bình thường mới. Sở Công Thương cũng sẽ tăng cường công tác hướng dẫn cũng như là kiểm tra, kiểm soát để định hướng cho người tiêu dùng làm sao mà mua sắm được những cái hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng. Năm nay mặc dù diễn biến dịch bệnh và nhiều khó khăn tiếp tục kéo dài, tuy nhiên với sự chuẩn bị từ xa từ sớm của các ngành chức năng trong thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã và đang tiếp tục góp phần nâng cao giá trị đời sống cho người dân và tạo động lực phát triển ổn định cho nền kinh tế. Hiện nay dự án nhà máy thủy điện Sông Lô 7 tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đang trong giai đoạn cao độ, hoàn thành các hạng mục chính của công trình. Trong điều kiện dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, Ban Quản lý dự án vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa an toàn phòng chống dịch, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Những ngày này, trên công trường thi công dự án nhà máy thủy điện Sông Lô 7 có trên 300 công nhân làm việc liên tục 3 ca một ngày. Thi công trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, đơn vị luôn xác định việc vừa sản xuất vừa đảm bảo phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Gần 100% công nhân ở đây làm việc theo phương châm 3 tại chỗ, ăn, ở, làm việc tại công trường, tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng chống dịch. Đơn vị hạn chế việc tập trung đông người hay công nhân ra ngoài công trường thi công để tránh sự lây lan của dịch bệnh, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Trong những quá trình này là dịch bệnh, cho nên là bên ban lãnh đạo của công ty đã chỉ đạo là người đi ra vào là sẽ quản tiệt. Thứ hai nữa là khẩu trang. Và thứ ba nữa là khi đi ra vào là phải có giấy test COVID và được sự lãnh đạo của và được sự đồng ý của ban chỉ huy công trường. Chúng tôi luôn luôn thực hiện chế độ là thứ nhất là bảo vệ an toàn cho mọi người lao động. Phòng chống dịch bệnh hiệu quả là yếu tố tiên quyết để ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sông Lô 7 về đích theo đúng kế hoạch đề ra. Đơn vị cũng có những cơ chế, chính sách khuyến khích công nhân để yên tâm làm việc. Toàn bộ công nhân ở đây đã được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 và được kiểm tra theo dõi sức khỏe thường xuyên. Ban quản lý dự án cũng xây dựng phương án cụ thể trường hợp có công nhân nhiễm COVID-19, thực hiện cách ly tại chỗ, không để lây lan ra công trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động. Bên công trình thủy điện thì yêu cầu tất cả công nhân không được phép ra khỏi công trường để đảm bảo làm sao là để an toàn cho công trường và cho tất cả công nhân ở đây. Trên công trường cũng đảm bảo cho anh em tất cả các đời sống sinh hoạt để đảm bảo cuộc sống cho anh em ở trong công trường. Nhà máy thủy điện Sông Lô 7 là một trong số dự án trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang, có công suất 36 MW, tổng vốn đầu tư 1.490 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình hàng năm 130 triệu kWh. Thời điểm này, đơn vị đã thực hiện các hạng mục chính, đạt khoảng 50% khối lượng công việc, cơ bản hoàn thành đào móng nhà máy, cửa lấy nước và móng kênh xả, thi công đập tràn đạt khoảng 30%. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch để đảm bảo tiến độ thi công đang là mục tiêu cao nhất để nhà thầu phấn đấu đến năm 2023, thực hiện lắp đặt máy móc vào đầu năm 2024, phát điện theo đúng kế hoạch đề ra. Theo quyết định 801 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các địa phương phân loại cấp độ dịch từ cấp độ 1 đến cấp độ 3, tổ chức dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đã xây dựng phương án phòng chống dịch cụ thể, đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại trường Trung học cơ sở An Khang, thành phố Tuyên Quang.
giờ ra chơi thay vì tập trung vui chơi ở sân trường. Mỗi lớp học sẽ tự tổ chức các hoạt động riêng phạm vi trong lớp và hạn chế tối đa học sinh ở các lớp tiếp xúc với nhau. Trước đây trong các giờ ra chơi thì bọn em có thể được ra ngoài chạy nhảy nô đùa, nhưng mà khi mà dịch thì bọn em ngồi tại chỗ và được xem những cái thông tin, những cái video clip có thể là hoạt hình hoặc là những cái biện pháp trong phòng chống dịch. Biệt là em thích những cái video về phòng chống dịch, điều đó thì khiến chúng em hiểu hơn về công tác phòng chống dịch, có thể đảm bảo sức khỏe cho cá nhân cũng như cộng đồng. Trường Trung học Cơ sở An Khang đang tổ chức cho học sinh khối lớp 7, lớp 8, lớp 9 học trực tiếp tại trường. Trong thời gian đầu đi học trở lại, mỗi buổi học nhà trường chỉ tổ chức dạy học 3 tiết. Đây là giải pháp tạm thời để giãn thời gian tiếp xúc ở trường học, theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh. Từ đó, có những phương án phù hợp khi bắt đầu cho toàn bộ học sinh học đủ 5 tiết trên một buổi. Đi học trực tiếp nó sẽ vui hơn, khi ở nhà nó sẽ gặp được bạn bè, hòa đồng với mọi người hơn. Học trực tiếp sẽ được gặp trực tiếp các thầy cô, mình không hiểu bài gì mình sẽ hỏi luôn trực tiếp và các cô sẽ giải đáp luôn ạ. Còn học trực tuyến thì nếu mà lúc mà mạng lag hoặc là out thì sẽ không hỏi được bài ạ. Các thầy cô thực hiện theo cái kế hoạch bài soạn của mình một cách hiệu quả hơn, linh hoạt hơn và đồng thời cũng chỉ bảo được cho các em tận tình cụ thể những cái kiến thức mà thông qua cái thời gian học tập trực tuyến vừa rồi là cũng có những cái phần còn hạn chế. Nhà trường cũng đang tổ chức cho học sinh là vừa học kiến thức mới và vừa ôn lại cái phần kiến thức mà qua cái việc học trực tuyến là cũng chưa thật là hiệu quả. Hiện nay với học sinh khối lớp 6 chưa được tiêm vaccine, nhà trường vẫn tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Việc cho học sinh quay trở lại học trực tiếp là cần thiết. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp hiện nay, nhà trường cũng đã chuẩn bị phương án linh hoạt, biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn trong trường học. Sau khi khỏi bệnh COVID-19, nhiều người gặp phải các hội chứng chủ yếu về hệ hô hấp, phổ biến như là ho, khó thở và hụt hơi. Liên quan đề về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Hồng, Phó trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Đầu tiên là xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Thưa bác sĩ, sau khi khỏi COVID, rất nhiều người gặp phải tình trạng là ho nhiều cũng như là hụt hơi. Vậy tại sao lại như thế ạ? Nhiều bệnh nhân đến khám là vì ho và hụt hơi sau khỏi COVID và phần lớn nguyên nhân là do bệnh nhân có tổn thương phổi sau nhiễm COVID. Những bệnh nhân như vậy thì là sẽ phải làm rất là nhiều cận lâm sàng để được chẩn đoán nguyên nhân cụ thể trên từng bệnh nhân. Vậy những tình trạng đó có nguy hiểm không thưa bác sĩ? Với những bệnh nhân mà có tình trạng hậu COVID ý, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân rất là mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Những cái tình trạng đấy thì nó không ảnh hưởng nguy hiểm đến tính mạng, nó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất là nhiều, làm cho người ta cái sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Vậy chúng ta phải cải thiện cũng như là chữa trị cái tình trạng này như thế nào ạ? Để khắc phục cái tình trạng đó thì trước tiên là bệnh nhân phải giữ một cái tinh thần lạc quan. Thứ hai nữa là bệnh nhân phải thực hiện chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Với tất cả những F0 đã khỏi bệnh sau nhiễm COVID thì bệnh nhân vẫn được cần phải tư vấn là tập thở. Tập thở thì có rất là nhiều bài tập phù hợp với tùy từng bệnh nhân và bệnh nhân vẫn cần phải đi khám để làm các cái cận lâm sàng, ví dụ như là chụp phổi, chụp X-quang, chụp CT, đo chức năng hấp để đánh giá chức năng hấp của bệnh nhân sau nhiễm COVID, và nếu như có những cái tổn thương viêm phổi và sơ phổi thì bệnh nhân sẽ phải tiếp tục điều trị. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, hậu COVID-19 đang là vấn đề sức khỏe được nhiều người dân quan tâm lo lắng. Hiện nay tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh cũng đã triển khai thực hiện dịch vụ khám hậu COVID, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Vì vậy, người dân có thể đến thăm khám, kiểm tra tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán, đánh giá tình trạng sức khỏe toàn diện để từ đó có phương án điều trị tốt nhất. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được cập nhật số liệu tiêm vaccine COVID-19 đến hết ngày hôm nay. Hết ngày 15 tháng 3, tại điểm tiêm của tỉnh và các huyện Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, tổ chức tiêm phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Với tổng số trên 18.500 mũi, trong đó tiêm 168 mũi 1, 598 mũi 2 và trên 17.700 mũi 3. Tính đến hết ngày hôm nay 15 tháng 3, tỷ lệ tiêm mũi 3 toàn tỉnh đạt 60,7%. Cụ thể, thành phố Tuyên Quang 80,6%, huyện Yên Sơn 59,1%, huyện Chiêm Hóa 61,3%, Hàm Yên 57,1%, Sơn Dương 55,2%, Na Hang 51,4%, Lâm Bình 37,5%. Tỷ lệ tiêm mũi 2 toàn tỉnh đạt 99,7%, mũi 1 là 99,9%.
đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tiêm đủ 2 mũi đạt gần 98%, trong đó các huyện đều đạt trên 95%. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình. Bộ Công Thương khẳng định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước của doanh nghiệp và người dân. Công nhận kết quả tự test nhanh COVID-19 tại nhà của F0. Để trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, huyện Hàm Yên xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kết hợp cùng các nguồn vốn để tu sửa, xây mới nhà cho người nghèo không có điều kiện làm nhà, được xã Thành Long triển khai thực hiện hiệu quả. Năm 2021, xã đã sửa chữa và làm mới được 50 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, xã cũng tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận với nguồn vốn vay phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Cũng được bên phụ nữ còn giúp đỡ cho được 30 triệu đồng là có cái một cái động lực nữa, là gia đình tôi cũng cố gắng thôi. Thì làm là nó thành nên được một cái nhà để mẹ con sinh sống. Khi làm được cái ngôi nhà này xong thì mẹ con cũng phấn khởi, có sức khỏe, với lại làm ăn nó cũng phấn chấn hơn năm chưa làm được nhà. Huyện xác định trong công tác giảm nghèo, việc thay đổi tư duy, xóa nghèo từ tư tưởng để người dân tự lực vươn lên thoát nghèo có vai trò quan trọng. Để giải được bài toán này, huyện Hàm Yên thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước, của tỉnh, của huyện đối với hộ nghèo một cách linh hoạt, phù hợp. Huyện cũng thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động nghèo. Để thực hiện tốt các cái giải pháp này thì chúng tôi cũng phải đề ra các cái giải pháp cụ thể, có các cái giải pháp hỗ trợ người nghèo để phát triển sinh kế và thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội trong công tác giảm nghèo. Năm 2022, huyện phấn đấu sẽ giảm 1.400 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 21% xuống còn 16%. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm từ 3% trở lên. Những kết quả từ công tác giảm nghèo sẽ góp phần tích cực giúp huyện hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, Hàm Yên trở thành địa phương nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Na Hàng luôn chủ động tích cực, năng động sáng tạo tham gia các hoạt động phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của toàn huyện. Đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn. Cùng với cấp ủy chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Năng Khả luôn tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững. Đồng thời chủ động phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến nay, hội đang quản lý duy trì hoạt động của 9 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 20 tỷ đồng. Song song với đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tích cực vận động hội viên tham gia bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động cụ thể. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới ở xã Năng Khả đã và đang khởi sắc từng ngày. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng các cái kế hoạch để thực hiện xuống chi hội, đặc biệt là công tác xây dựng mô hình gia đình 503 sạch gắn với thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới. Thì quyết định kỳ là chi hội tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm. Hiện toàn huyện có 13 cơ sở, 114 chi hội với trên 7.300 hội viên. Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Những năm qua, các cơ sở hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện. Hàng năm, tổ chức cho 100% hộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện các tiêu chí 503 sạch. Xây dựng được 113 mô hình viên gạch hồng với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Hiện toàn hội có gần 700 hộ hội viên làm kinh tế giỏi, thực hiện ủy thác và quản lý hiệu quả trên 100 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 182 tỷ đồng cho trên 3.100 hộ hội viên vay. Qua đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo của hội giảm còn trên 25%. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Na Hàng thì bám sát các cái nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ và các cấp hội phát động, đặc biệt là trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ khâu đột phá, nhất là thực hiện phong trào chung tay xử lý rác thải, phòng chống rác thải nhựa. Thứ hai là làm nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Và thứ ba là hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Phát huy những kết quả đạt được, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Na Hàng đang tập trung thi đua lao động sản xuất,
triển khai thực hiện các phần việc công trình lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây cũng là tiền đề để Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục vững bước trong chặng đường mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống. Na Hàng, mảnh đất sơn thủy hữu tình, được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều cảnh đẹp thơ mộng, nơi dừng chân lý tưởng cho mọi du khách. Với nhiều cảnh đẹp về thiên nhiên cùng bản sắc văn hóa dân tộc là lợi thế để huyện phát triển kinh tế từ du lịch. Na Hàng là huyện vùng cao, nằm ở phía bắc của tỉnh Tuyên Quang, cách thành phố Tuyên Quang 110 km, tiếp giáp ba tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn. Na Hàng được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên quý giá, đặc biệt là tài nguyên rừng với 84% diện tích tự nhiên, có giá trị về kinh tế, ý nghĩa quan trọng trong việc phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái. Đây còn là nơi hội tụ của hai con sông lớn, sông Gâm và sông Năng, với những dãy núi trùng điệp hùng vĩ, những hang động huyền ảo. Đến Na Hàng, chắc chắn du khách sẽ không bỏ lỡ cơ hội đi du thuyền trên lòng hồ sinh thái, được đắm mình với thiên nhiên mênh mông sông nước trùng điệp của rừng, được nghe những câu chuyện kể về sự tích gắn với từng địa danh nơi đây. Thực sự lần đầu tiên đến nhưng mà mình thấy ở đây là vùng đất rất là tiềm năng. Từ cái thắng cảnh Cọc Pài rồi những cái thành khác du thuyền trên lòng hồ, một cảm giác rất là dễ chịu. Mà phải nói là mình được xem trên TV nghe nói rất là nhiều cái vùng đất La Hàng, sinh thái La Hàng Lâm Bình này. Mà đây là lần đầu tiên mình đến đây nhưng mà thực sự có ấn tượng. Với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan hùng vĩ, thiên nhiên hoang sơ hấp dẫn đã tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa núi rừng. Đây cũng là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Huyện phấn đấu đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Na Hàng và tôi cảm nhận được đây là một cái địa điểm mà thu hút khách du lịch rất là nhiều, bởi vì nó có rất là nhiều những cái sự đa dạng về sản phẩm du lịch, từ hệ sinh thái, động thực vật và cái cách làm du lịch của những người dân bản địa ở đây. Với tinh thần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cùng những thành tựu đạt được, tiếp tục khơi dậy những tiềm năng lợi thế, nhất là tiềm năng về phát triển du lịch. Trong thời gian tới, Na Hàng sẽ có thêm điểm tựa để phát triển kinh tế xã hội với tốc độ nhanh và bền vững, xứng đáng là nơi dừng chân lý tưởng cho mọi du khách trong và ngoài nước. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Trong báo cáo vừa gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Công Thương cho rằng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước thời gian tới sẽ đáp ứng được đủ nhu cầu trong nước của doanh nghiệp và người dân trong mọi tình huống. Theo báo cáo, tổng nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước năm 2021 khoảng 20,5 triệu mét khối. Trong đó, sản xuất trong nước chiếm 70%, còn lại 30% là nhập khẩu. Năm nay, theo kế hoạch, tổng nguồn cung tăng hơn năm ngoái khoảng 0,2 triệu mét khối. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và việc điều hành giá xăng dầu theo hướng bám sát diễn biến giá thị trường thế giới. Bộ trưởng Giao thông Anh Ren Saab cho biết từ ngày 18 tháng 3 tới, Anh sẽ không còn yêu cầu du khách phải điền thông tin cá nhân khi đến Anh nhằm truy vết cũng như định vị cá nhân. Như vậy, Anh sẽ bỏ đi biện pháp cuối cùng trong việc phòng chống dịch COVID-19 từng được áp dụng tại nước này. Theo đó, từ 4 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ địa phương, tức 11 giờ theo giờ Việt Nam, du khách đến vùng England, Surrey, Scotland và Bắc Ireland sẽ không còn phải điền biểu mẫu thông tin định vị hành khách. Những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không phải thực hiện xét nghiệm trước và sau khi đến Anh. Theo lý giải của Bộ trưởng Giao thông Anh, chiến dịch tiêm vaccine thần tốc và hiệu quả đã giúp nước Anh đưa ra quyết định trên, và điều này đồng nghĩa với việc đã đến lúc nước Anh được tự do trong thời điểm lễ phục sinh sắp đến. Trước đó, Anh đã từng bước dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-19 cũng như dỡ bỏ hầu hết kế hoạch B, vốn được áp đặt để làm chậm lại sự gia tăng của biến thể Omicron ở nước này. Mới đây nhất vào tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Anh Boris Johnson thậm chí đã ra quyết định những người mắc COVID-19 sẽ không còn cần phải tự cách ly. Là một trong những nước áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại quốc tế nghiêm ngặt nhất ở châu Âu vào thời điểm đỉnh dịch COVID-19. Giờ đây Anh trở thành quốc gia cởi mở hơn nhiều nước châu Âu khác và Mỹ, nơi vẫn áp dụng một số hạn chế, trong đó có yêu cầu xuất trình chứng nhận tiêm vaccine. Nhà chức trách Australia ngày hôm nay cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền tới nước này từ tháng 4 tới.
Theo nguồn tin từ chính phủ liên bang Australia, nước này sẽ không xem xét lại quyết định dỡ bỏ lệnh cấm các du thuyền tới nước này từ ngày 17 tháng 4 tới, do đã bắt đầu sống chung với COVID-19 sau khi đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao. Với quyết định này, xứ sở chuột túi đã chấm dứt những lệnh cấm cuối cùng liên quan đến hạn chế COVID-19 sau 2 năm đối phó với dịch bệnh. Đây cũng được xem là cách để Australia thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch vốn bị tác động nặng nề do tác động của các lệnh hạn chế COVID-19. Australia cấm du thuyền tới nước này từ tháng 3 năm 2020, sau khi các du thuyền được xác định là nguồn lây gây ra 20% số ca lây nhiễm ở nước này. Vào thời điểm đó, các biện pháp sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng cho thấy có nhiều du khách trên du thuyền khi tới Australia đều dương tính với COVID-19. Trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID-19 vừa ban hành, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện. Trước đây, ngành y tế quy định kết quả test nhanh COVID-19 của F0 tại nhà được công nhận khi người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hay gián tiếp, qua các phương tiện từ xa hoặc test nhanh do nhân viên y tế thực hiện cho bệnh nhân. Cũng tại hướng dẫn, Bộ Y tế bổ sung yêu cầu về thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm. Đáng chú ý, theo quy định mới, những người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.